Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR chiều ngày 10 tháng 11, phát hiện 2 ca mắc mới tại quyền Tiểu Cần. 2 ca tại quyền Tiểu Cần là người ngoài tỉnh về có địa chỉ ở xã Long Thới. Như vậy, trong ngày 10 tháng 11, tỉnh đã phát hiện 74 ca mắc mới, trong đó có 40 ca phát hiện trong cộng đồng, 23 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 6 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 5 ca phát hiện trong khu phong tỏa và 2 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Tính đến chiều 10 tháng 11, toàn tỉnh Trà Vinh có 3.699 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong này có 2.184 bệnh nhân được điều trị khỏi, 27 ca tử vong.